Hello, xin chào anh, chào các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Hôm nay thì cũng có một lô xe mô tô cũ mới về thì mình lại tiếp tục lên sóng để cập nhật cho em ha. Đầu video thì cũng sẽ cập nhật lại cái thông tin để chỉnh cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô em nhé. Địa chỉ cửa hàng em thấy gọi trên Google Maps là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương nhé. Anh chị em ở gần thì cứ ghé đến trực tiếp để xem xe. Anh em ở xa thì cửa hàng vẫn hỗ trợ ship toàn quốc nhé. Có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp luôn. Trả góp anh em phải đến trực tiếp cửa hàng em nhé. Cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Em trả trước khoảng 30% giá trị xe. Anh em cần tư vấn thì mình cứ liên hệ trực tiếp nhé. Rồi đồng hành với mình hôm nay thì cũng có bạn Trọng sẽ cập nhật báo giá cùng mình nhé. Rồi hello bạn Trọng ha. Dạ, chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em với anh Thắng sẽ trước tiên là cập nhật cái xe mới về nha anh chị. Hôm nay là sáng thứ tư rồi, về Rồi khá là nhiều xe, ok. về khoảng 7-8 chiếc anh chị ạ. Đó, đầu tiên là mới về còn Demon 150 này, cũng khá là lâu rồi mới về lại hàng Mẫu Demon Demon 150 cho anh chị ha. rồi biển 63 luôn 63 của Tiền Giang, con rồi này đang thêm được cái bô SC nút gầm này. Nó đi được có 5.000 km này anh chị ạ. mới đi 5.000 cây ha. 5.000 cây, Con xe này sạch đẹp liền làm. con này lên có cái bô thôi. Đấy, máy móc thì Máy hơi móc thì thô. thầm. 5.000 km như này thì em sẽ để cho anh chị ở mức giá là 23 triệu bao hồ sơ nhé. Có 23 triệu bao hồ sơ Con luôn. này thì em bao hồ sơ cho anh chị mức giá là 23 triệu thôi. Rồi ok em nhé. Con này thì để nhắc là để lâu bụi lắm anh. Bụi chưa rửa, con này Chưa mới rửa về luôn rồi, hả? chưa kịp rửa. 23 triệu bao hồ sơ 23 cho triệu anh bao chị. hồ sơ. Đấy. Đây, hôm nay thì Và về bên thêm trong này con CBR 150R bản HRC. CBR mẫu mới em nhé. Con này thì gần như Đấy. là mới luôn rồi. Nó đi có 300 km thôi. Biển Đồng Nai. 300 cây anh chị nhìn Đấy. gai gió này. Đó, vỏ lốp gọi như Rất là dễ vừa lăn cu xuống luôn. đường. 300 cây. Xe nguyên bản luôn ha. Nguyên bản chuẩn nó đô cho anh chị nhé, 373 km. Ok. Xe mới về hết xăng anh chị, Thì hai hơn chìa là 300 đầy cây. đủ. Đó, con này thì em để cho anh chị ở mức giá là 53 triệu bao rút hồ sơ gốc. Rồi, Đó, 53 triệu bao hồ sơ. Con 53 này triệu bao đăng hồ ký sơ. năm bao nhiêu ta? Năm ký lần đầu năm 2023 anh nhá. 2023 nhá. Đó, anh em là cái mẫu này trên này trên gác vẫn còn Còn đúng đúng không? không? Còn rất nhiều, rẻ nhất của nó chỉ có 40 củ 40 triệu thôi. Cái Đó là màu CBR. video sau mình cập nhật sau cái mẫu Sport sau ha. Đúng. Mình sẽ hôm nay cập nhật mấy chiếc mới về Mới đi. về em cập nhật chi tiết cho anh chị trong này ha. Xe thì cái hàng có rất là nhiều dòng xe nhá, từ 125 đến 1.000 cc. Đấy. Anh em nào quan tâm thì mình cứ ghé đến trực tiếp hoặc là mình đi, liên hệ trực tiếp số Zalo trên màn hình nhé. Hôm nay thì cũng về cũng khá là nhiều mẫu xe. Đây, về thêm con MRX 125. Con này đời 2018 anh chị ạ, biển 60 của Đồng Nai. Đó, xe thì sạc đẹp liền lạc. Đó, Biển Đồng số 60 Đồng Nai, xe 2018, nó đi được 23.000 km rồi. Đó, máy móc thì êm thì thầm nha anh chị. Đó, mới về. Máy nổ máy êm thì thầm luôn ha. như future Quá êm luôn em nhé. có êm luôn, đang nổ máy nha anh chị. Biển Đồng Nai. Con này thì Xe con này này được bô zin lên thêm được cái ba tay ga. tay sắt cái là cái gì em không biết được. Đẹp Cái hơn không? tay rằng. Tay rằng. Ok. Chiếc này thì em để cho anh chị mức giá là 28 triệu bao hồ sơ gốc. 28 bao 28 hồ anh chị. sơ. Cái mẫu này thì cửa hàng vẫn bảo hành máy móc 6 tháng đúng không? Bảo hành 6 tháng đầy đủ cho anh chị nhé. Xe rất là Ok. êm, Đấy. nhỏ gọn. Đây có R15 mà. Tiếp đến là con R15 V3. Con này thì ngoại hình liền lạc sạch đẹp. Đó, cặp vỏ lốp trước sau mới thay mới đét luôn. Xe nó đi hơi hơi nhiều. Nó đi 52.000 km chuẩn Năm nó đô. 2000 hả? Đúng rồi, nhưng mà chất xe rất Mới cứng nha thay anh cặp chị. vỏ luôn. Đúng Đây. rồi, mới chát luôn. Còn gáy còn chỉ đỏ luôn này. Cặp vỏ trước sau này mấy nhông xuyên dĩa mới Mới thay. thay luôn ha. Anh em về lại không phải thay thế bất cứ món nào luôn. Xe thì em đang rút hồ sơ luôn cho anh chị rồi. Máy móc thì em zoom zin. Chiếc này thì em để cho anh chị ở mức giá của nó là 33 triệu bao hồ sơ. Rồi, 33 bao hồ sơ luôn. 33 triệu bao hồ sơ nhé. Đó, rất là mềm em nhá. Con này thì Rất là nhông trên mềm dĩa luôn. hay lốp liệt thì chủ xe mới thay luôn rồi. Em về là không phải thay thiết gì nhá. Xong vào trong này em có con Suzuki GRX R150, con Bản này thì R. bản R, xe là 2020 mới về. 2020 con này cũng là Biển zin luôn này ha. zin toàn tập, biển số 84 của Trà Vinh. Đó, nguyên bản Đó, luôn em nguyên nhá. bản sạch đẹp. 84 Trà Vinh, con này đi được 11.000 km nha anh chị. Máy móc là zin chất luôn, 11.000 cây. Chiếc này thì em sẽ để cho anh chị mức giá là 33 triệu bao hồ sơ gốc. Rồi 33 bao hồ sơ gốc 33 luôn. bao hồ sơ. Mới đi 11.000 nữa anh em nhé. Xe là nguyên bản luôn. Nguyên bản, sạch đẹp. Ok. Đấy, xong sang bên này. Con này là con FZ FZ150i. FZ150i. Con này thì nó biển số 68 Kiên Giang, xe cọp nha anh chị. Con này đi có 8.000 km thôi. Rồi, Đó, 8.000. chuẩn nó đô Chuẩn 8.000 Odo cây luôn nhá, hả? chuẩn luôn nha anh chị. Em thấy này. 8.000 cây. xe nguyên Giàn bản áo thì luôn. đang bọc keo nguyên con kín mít luôn. Đó, hai xe đăng ký lần đầu 2015, xe đết 2015 luôn nhá. Màu trắng xanh rất là đẹp ha.
đi 8.100 cây biển Kiên Giang, vỏ lốp trước sau đang còn theo xe nha anh chị. Ồ, vỏ theo xe luôn hả? Đây. À, vỏ trước theo xe, vỏ sau thì thay rồi. Vỏ thay rồi ha. Vỏ sau thì để lâu nó bị nứt anh chị. À rồi, không ok. An toàn, chủ xe có thay. Còn vỏ trước là đang theo xe luôn. Đó, 8.100 km. 8.114 cây. Đấy. Chở nó đôi cho anh chị nhé. Máy móc thì đi thầm luôn. Đó, đi thầm anh em nhé. Để cho anh chị là 28 triệu bao hồ sơ gốc. Đó, 28 không có, triệu bao hồ sơ gốc nhé. Không có tí nước mặn nào nhé. Không có nổ sơn tí nào luôn. Sạch đẹp. Rồi, trong này cũng có okay. Con GZ150A. GZ150A, con xe này đời cao ha. Đời cao, xe đăng ký lần đầu năm 2022. Ồ, 2022 luôn. Đó, xe siêu keo luôn. 2022 thì quá mới rồi. Nó đi có 2.000 km thôi. 2.000 cây, biển số 60 của Đồng Nai. Đó, 2.000 km biển Đồng Nai. Con này thì thùng cốp cảng đầy đủ nhá. Cái thùng nó gửi về sau cho nên em chưa gắn vô. Ok. Đó, còn mọi chi tiết nước sơn anh xi này anh chị nhìn này. Siêu keo luôn. Quá mới anh nhá. Quá mới. Đó, ốc. Ô, con này chưa tăng sên luôn này. 2.000 cây chưa có dấu tăng sên này. Đó. 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 Tăng luôn. Máy cho anh chị. Phải nói là mọi chi tiết là rất là mới luôn em nhé. Keng. Là keng luôn. Em du. Chiếc xe này em sẽ để cho anh chị mình ở mức giá của nó là 69 triệu bao hồ sơ nhé. Rồi 69 bao hồ sơ. Mới đi 2.800 cây. 2.000 cây. Xe siêu keng. Đó, biển Đồng Nai. Mẫu GZ này thì bên mình vẫn còn đúng không nhỉ? GZ này bên mình vẫn còn, rẻ nhất của nó là 35 triệu nha anh chị, xe 2017, 35 triệu thôi. Rồi, ok, anh chị em nào mà cần quan tâm thêm cái mẫu GZ này thì mình inbox Zalo, cửa hàng sẽ gửi thêm thông tin xe nhé. Đây, hôm nay thì phải thêm mẫu này là ADV 150, đó, mẫu này thì mẫu tay ga touring nhưng mà xe đăng ký lần đầu năm 2022 nha anh chị. Biển xe như là nguyên bản hết nhé. Nguyên bản 69 Cà Mau. Biển Cà Mau. Con này thì nhìn nó rất là hầm hố. Đó. ABS kênh trước nhé. Nó đi được 22.000 km rồi. Chuẩn nó đôi cho anh chị. 22.000 cây. À, xe nguyên bản luôn. Đúng không? Đó, mẫu này thì đi đường xa rất là ok luôn ha. Nó thiết kế để đi xa mà nhé. Máy móc thì thầm. Rồi bồ lọc gió cùng máy thì rất là chắc chắn luôn. Phục sau của số 3 bình dầu. Ok. Đây mình xem cái đầu đèn. Zin rất sạch đẹp. Dạng rất là hầm hố ha. Cực kỳ là đẹp luôn. Chỉnh chắn gió này rồi. Chỉnh chắn gió này thì có nâng lên hạ xuống được anh em nhé. Tinh chỉnh được này. Có hạ xuống được, nâng lên được. Con này thì có, con này ABS phía trước là cái phía sau ta? ABS một kênh đây. Một kênh phía trước đúng không? Đó. Kênh sau không có ABS anh chị. Mẫu này thì có ABS kênh phía trước. Mẫu này thì chuyên đi touring nhưng mà cái dáng ngồi thẳng lắm. Thoải mái lắm anh chị. Thoải mái ha. Nó lên đây ghi đệm nó. Đi lên ghi đông như kiểu là xe mô tô á, anh chị có thể thay ghi đông chụp về người hơn cho nên là ok, đi rất thoải mái. Đấy. ADV 150. Con này thì giá bao nhiêu bạn chồng? Con em đang bán cho anh chị mức giá chỉ có 66 triệu thôi. 66 triệu bao hồ sơ cho anh chị luôn nhé. 66 triệu bao hồ sơ gốc luôn anh em nhé. Xe của Honda nhập khẩu Indo. Ok. Mẫu này thì nó thiết kế ra để đi tour đi xa đường xa anh em này. Có kính chắn gió. Tư thế ngồi thẳng ha, đi thoải mái lắm. Thử cho anh chị xem ha. Con này anh em nào mà thích đi tour xa hay đi tour xa thì có thể tham khảo con này này. Rất là đẹp ha. Tư thế ngồi thoải mái lắm. Chung là đi đường xa nó khỏe lắm. Con này, anh chị muốn ghi đông nó cao hơn anh chị có thể mua ghi đông khác thay vào. Okay. Rất là dễ thay, nó như cái mô tô luôn. Ghi đông cao lên tí nữa thì đẹp ha. Đó, 66 triệu cho anh chị mình thôi. 66 triệu ba hồ sơ anh em nhé. Xe rất là hầm hố, để sạch đẹp. Rồi, ok. Đó thì mình lướt qua cho anh em một số cái mẫu xe khoảng 300cc đi ha. 300 ha. 250-300cc gì đây. Vô số trước này em đang giảm giá rất là mạnh cho anh chị này. Đó đầu tiên là con KTM RC390 này. Con RC390 này, biển số 43 của Đà Nẵng. Con này sang tên về đâu cũng 1% thuế nhá. Rất là nhẹ thuế. Con này mẫu đời mới luôn em nhá. Mẫu đời mới, mới nhất bây giờ luôn. Đó. Con này em đang giảm giá gốc của nó là 113 triệu. Xe 2023, hôm nay em giảm xuống cho anh chị là 105 triệu. Còn 105 rồi. 105, xe đi 1.300 cây. Đấy, đó. Xe là nguyên bản nhá, chưa lên đồ chơi gì hết em nhá. 105 thôi, nó giảm cho anh chị 8 triệu nhá. Đi hơn 1.000 cây thôi em nhá. 8 triệu. Nó là có kèm luôn. Đấy, KTM 390 RC 390, mẫu mới luôn. Em thấy là đồng hồ này. Đẹp và đồng hồ để em xem này. Đó. Công nghệ miên man. Rất nhiều chế độ mốt chạy, tùm lum hết rồi. Ok em nhá. Với giảm 8 triệu cho anh chị là còn 105. Đấy, 105 triệu, hôm nay còn 105 triệu thôi. Đó, đấy. Siêu mềm. Em thấy là xe là nguyên bản từ đầu đến chân, nó là có mới rồi. Đi có 1.300 cây mà. 1.300 cây. Siêu keng cho anh chị thôi. Có keng luôn. Đấy.
Rồi, ok. Giảm sâu nữa có con này. À, con này CB5 trước hôm nay cũng giảm CB500X. hả? Hôm nay hai xe 2018 full đồ, lên full đồ cho anh chị đi touring. Full đồ tơi luôn. Đúng rồi, xe đi 33.000 cây. Đó. Máy móc thì êm tí không, đồ Honda mà anh chị yên tâm. Con này giá gốc của nó là 129 triệu. Hôm nay em giảm xuống cho anh chị là còn 120 triệu. Chiếc À, này còn nha. 120 triệu giảm 9 triệu 120, cho con này giảm nhá. 9 triệu cho chiếc này. Đấy, như là con này thì Đó. lên đèn chiếu sáng, khung chống đổ này, Đúng rồi. đó, Đồ kẹp chơi. điện thoại rồi thùng sau đầy đủ cho anh em đi tour rồi Đúng ha. rồi. Đó, giảm xuống sâu cho anh chị thôi, còn 120 triệu cho anh chị mình chơi nhá. Đó, ok, giá cũng đã bao gồm phí hồ sơ nhá, Hồ và sơ cửa đầy hàng đủ vẫn bảo hành máy móc 6 6 tháng tháng. cho em sử dụng luôn. Đó, giảm sâu nữa thì hôm nay có con Z4 này, giảm sâu này. Con Z4 này nó là xe Sài Gòn, biển Sài Gòn, xe 2022 nhá. 2022, con này thì lên là khung chống đổ này, đèn trợ sáng, đấy, ba ga phía sau. Con này thì giá gốc của nó là 99 triệu, hôm nay em giảm xuống cho anh chị là còn 90, giảm 9 triệu trước này. Con này cũng giảm 9 triệu luôn. Đúng rồi, cái máy móc thì thật, sáng bóng, Đó, chả còn được được 90 triệu nhá, đăng ký 90. 2021 luôn Đúng ha. rồi, và cái con giảm xuống 90 phát bay mất một con rồi, còn một con. À, còn Rồi. một chiếc Z4 thôi. Z4 nó còn Đó, một cặp Ninja 650 bên này em giảm sâu cho anh chị nữa này. ok. Vậy ra 650 trên sàn, Đấy, giảm 650 hiện sâu cho tại anh là chị còn này. mấy chiếc? Còn hai chiếc thôi. À, còn hai chiếc hả? Đấy, chiếc này là chiếc biển số Sài Gòn, xe 2021. Sạch đẹp này, biển Sài Gòn 2021. Chiếc này giá gốc của nó là 133 triệu. Hôm nay giảm cho anh chị xuống còn 120 triệu nhé. Giảm Còn 13 triệu cho anh chị mình chiếc này. giảm 13 triệu luôn hả? 13 triệu. Đó. Ồ, giảm quá Xe sâu nguyên luôn. zin sạch đẹp, xả bỏ luôn. Giảm xuống Ok, cho anh chị con này là ô tô 120. mới 14 ngàn hả? 14.000, biển Sài Gòn, chuẩn Ờ, nó đôi nhé. con này lên đồ chơi gì không ha? Xe thì bô zin móc nhẹ thôi, còn lại là Bô nguyên zin hết. zin, bô zin đuôi zin này, có lên đèn chiếu sáng với lại cái chống đổ thôi. Chống đổ thôi. Đó. Đó. 133 giảm Ok. xuống 120. Giảm đúng 13 triệu luôn. 13. Của con bên cạnh này là con biển gốc của nó ở 81 Gia Lai, nhưng con này em rút hồ sơ sẵn rồi. Rút hồ sơ sẵn cho anh chị về ra tên nhé. Anh chị sẵn về bấm số thôi. Đó, xe đăng ký lần đầu năm 2021, đi được 10.000 km. Con này 10.000 cây. Đó, giá gốc của nó là 129 triệu, hôm nay em giảm 9 triệu xuống là 120. Rồi, con này cũng còn 120 nhá, 120 đồng giá đồng con này giá luôn luôn, hả? đúng không? Cho anh giảm Đó, xuống hai giảm. chiếc 650 đồng giá luôn nha anh em Đồng nhá, giá 120. 120 triệu. Đó, xe thì sạch Đó, đẹp nguyên xe rất bản, là lướt liền luôn anh em lạc. nhá. Nó lâu lâu xả cho anh chị vài chiếc phân phối mới Rồi, cho anh chị tham khảo chơi ok. nhá. Đó, Đó. anh chị em nào quan tâm thêm mẫu xe nào thì cứ inbox Zalo ha, hoặc là mình đến trực tiếp cửa hàng để xem xe. À, cửa hàng thì còn rất là nhiều dòng xe, xe cổ điển, xe đời mới, xe thể thao đầy có đủ nhé. Hôm nay thì mình cập nhật một số mẫu mới về và có một số giảm giá thì mình cập nhật sơ cho anh em ha. Đó. Rồi, địa chỉ cửa hàng này nằm địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương nhé. À, có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc nhé. Anh chị em quan tâm thì inbox nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Anh em cần báo giá mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới ha, mình sẽ làm video sau để cập nhật video sau. Ok, chào bạn Trọng ha. Chào anh chị và các bạn nhé. Rồi, ok. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha.